nằm mơ thấy đi bắt cua. Dù bạn mơ thấy đi bắt cua đồng hay cua bể, chim bao thấy cua bò, cua kẹp, thì cũng đừng bỏ lỡ bất cứ lời giải mộng nào, bởi đây đều là những thông điệp được gửi gắm từ thế giới vô hình nhằm giúp cải thiện cuộc sống, công việc, suy nghĩ của bạn theo chiều hướng tốt hơn. Mơ thấy con cua, cua biển, cua đồng, theo quan niệm người xưa truyền lại, thì nằm mơ thấy con cua thường được cho là điềm gũi. Do vậy, nếu bạn mơ thấy con cua, mơ thấy cua biển hay thấy cua đồng, thì điềm báo của bạn trong giấc mộng này là sắp tới bạn sẽ gặp phải khá nhiều điều không may. Vì thế, nên cảnh giác với những tình huống xấu có thể xảy ra. Nằm mơ thấy nhiều cua đồng có ý nghĩa nói lên rằng tình trạng sức khỏe của bạn đang trong giai đoạn không được tốt cho lắm, cho nên bạn cần để ý kỹ hơn về sức khỏe cho bản thân mình hơn nữa. Bạn mơ thấy cua kẹp, nằm mơ thấy cua kẹp tay, giấc chiêm bao này muốn nhắn nhủ rằng ở hiện tại bạn nên đề cao cảnh giác vì có người sẽ nói xấu hoặc làm xấu ảnh hưởng bạn trong mắt người khác. Bạn nên chú ý đến các việc quyết định bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân của mình sau này. Nếu mơ thấy cua bò vào bếp, sắp có chuyện không may xảy ra với gia đình bạn. Chim bao thấy cua bò vào nhà và chui vào trong nồi nấu ăn, chứng tỏ bạn đang cần lưu ý chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Có thể cơ thể của bạn đang thiếu chất dinh dưỡng gì đó cần bổ sung. Ngủ mơ thấy cua bò lên chân, bạn nên đề phòng có người gây sự với mình. Nằm mơ thấy bắt được cua. Nếu mơ thấy bắt được cua nhưng số lượng ít, thì công việc của bạn có sự khởi đầu khá thuận lợi và thành công. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng thì thành quả mà bạn đạt được còn nhiều hơn nữa. Nếu mơ thấy bắt được cua với số lượng lớn, chứng tỏ bạn đang chứng minh cho mọi người thấy khả năng, năng lực thật sự của bản thân bạn. Đây chính là cơ hội để bạn tiến xa hơn trong công việc của mình. Mơ thấy bắt được nhiều cua cho thấy trong thời gian tới, bạn sẽ đón nhận được nhiều niềm vui và may mắn lớn trong cuộc sống cũng như trong gia đình. Đừng vì những khó khăn trước mắt mà làm nản chí nhé. Mơ thấy bắt được nhiều cua chết. Nằm mơ thấy mình bắt được nhiều cua chết có nghĩa là bạn đang định ra hướng đi sai lầm cho bản thân do bạn quá chủ quan, làm mọi việc theo ý nghĩ của cá nhân mà không nhìn khách quan vào hoàn cảnh và thực tại. Vì thế, tiến triển công việc tuy vẫn được diễn ra nhưng không mang lại nhiều kết quả tốt như mong đợi. Bạn cần phải chấn chỉnh lại hướng đi để có được thành công gần nhất. Ngủ mơ thấy được người khác bắt cua. Điềm báo của giấc mơ này cho biết cơ hội tốt đến với rất nhiều. Nhưng nếu bạn không biết nắm bắt, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt cho chính mình. Giấc mơ này khuyên rằng bạn nên chủ động hơn trong cách nghe ngóng thông tin, tình hình để nắm bắt thời cơ tốt nhất. Mơ thấy ăn cua. Nằm mơ thấy ăn cua, thông điệp của giấc mơ này chính là sắp tới bạn sẽ nhận được rất nhiều may mắn trong lĩnh vực như công việc, tài chính, tình cảm. Các giấc mơ thấy khác về cua. Nằm mơ thấy mua cua và đang tự tay mình. Điều tốt nhất dành cho bạn là hãy dành ra một ít thời gian suy nghĩ thấu đáo về những điều nhỏ nhất, sau đó tiếp tục hành động để thoát ra. Mơ thấy cua gụm càng, bạn vừa trải qua khó khăn để bắt đầu cuộc sống mới. Ngủ mơ thấy mình dẫm chết một con cua, bạn sẽ khám phá được âm mưu của ai đó đang có ý định không tốt với bạn. Mơ thấy cua chết hàng loạt ở bãi biển, điều này nói lên rằng bạn kém may mắn trong công việc, có thể bạn chậm hơn đối thủ một bước. Bạn cần bình tĩnh nhìn nhận về vấn đề rồi sau đó hãy thay đổi mọi chuyện như khác nhé. Nằm mơ thấy bán cua thì đây là dấu hiệu cho biết dù bạn làm cách nào, bạn cũng khó tránh khỏi những chuyện không may. Nằm mơ thấy con cua đang đuổi theo mình, bạn luôn suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ, điều đó càng khiến bạn trở nên mệt mỏi và mất cân bằng hơn. Nằm mơ thấy cua đang tấn công mình, điềm báo cho thấy bạn cần phải nên buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Có níu kéo
cũng chỉ vô ích mà thôi. Nằm mơ thấy vỏ cua báo hiệu cho bạn cần nên bảo vệ chính mình. Hãy che giấu những sai sót hay điểm yếu, bởi vì kẻ gian luôn canh chừng để hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Mơ thấy cua đi di chuyển rất nhanh, sắp tới rất có thể bạn sẽ gặp phải những khó khăn. Bạn hãy cố gắng để tìm ra phương án giải quyết. Vậy nằm mơ thấy cua nên đánh số máy mời các bạn tham khảo. Nằm mơ thấy con cua 18-25, chim bao thấy cua biển 05-93, mơ thấy cua đồng 29-83, mơ thấy cua đồng luộc ăn 59-20, nằm mơ thấy mình ăn cua biển 22-28, nằm mơ thấy cua sắp đẻ 34-44, nằm mơ thấy hai con cua 26-86, nằm mơ thấy ăn thịt cua 08-27, nằm mơ thấy cua màu đỏ 28-86, nằm mơ thấy cua trắng 33-85, nằm mơ thấy cua đen 45-87, nằm mơ thấy cua vàng 37-64, nằm mơ thấy cua kẹp tai chảy máu 62-78, nằm mơ thấy cua đỏ 28-86, nằm mơ thấy cua đang bò 41-90, nằm mơ thấy cua bò vào nhà 67-98, mơ thấy bị cua bò lên chân 49-39, nằm mơ thấy một con cua trên bờ 20-19, mơ thấy đánh đầu cua 29-73, gặp cua bò ngang đường 19-91, mơ thấy tôm và cua 04-39, mơ thấy cua ghẹ 29-98, mơ thấy bắt cua 16-05, mơ thấy mình bắt được nhiều cua 18-64. Chúc bạn gặp may mắn với những con số